Hello cả nhà nhé. Lâu rồi, nay em lại có dịp lên đồng hồ mới cho cả nhà. Hôm nay thì em lên đầu tiên em lên chiếc này cho cả nhà nhé. Đầu tiên em lên chiếc Sea Whip Military, thương hiệu của Thụy Sĩ, quân đội Thụy Sĩ nha cả nhà. Dòng này mặt trả ti rất đẹp, kim cọc số bắt sáng rất là tốt, kim cọc số giờ quang. Form rất là mạnh mẽ. Form size size cho anh nào tay vừa và nhỏ nha, size 36 chưa tính nấm, càng nấm nó là 39, càng nó là 42 nha các nhà. Chiếc này size 36 thôi nhưng mà nhờ dây thép nó sẽ lên tay rất là mạnh mẽ nên nó size nó nhìn rất là to nha các nhà. Tay em 36.5 nè, cứ nhìn nhìn vào thì nó sẽ tương đương dây da của 38 nè, đều rất đẹp luôn, dây khó nguyên rin, mặt chạy tia. Có chữ thập nè, có kính lúp quay lực gấp 3 giờ. Khá mới nha cả nhà. Khá mới, dây thép đúc đặt hết, vỏ thép dây thép đúc đặt. Kháng nước cũng là 10 ATM, Swiss made nè. Dây khó nguyên rin nha cả nhà. Và chữ thập của nó. Đem đeo cho cả nhà xem. Đây, đều rất đẹp nha, màu là màu xanh. Màu xanh này thì trong những phiên bản dòng này thì màu xanh này là những dòng màu xanh, màu trắng, màu xanh đồ đẹp nhất, rất là dễ lên tay đeo nữa. Dây thì hiện tại đang 16.5 hơn tí. Chiếc này em còn mắc cả nhà, cứ báo sai bao nhiêu dây bao nhiêu thì em kim thêm mắc cho cả nhà nha, để lục chưa ra. Cả nhà tay nào to hơn á thì báo em tìm thêm mắc. Dây là 16.5 thoải mái nha, 16.5. Mặt xanh rất đẹp nha, quân đội máy Thụy Sĩ Ronda rất đẹp luôn. Chiếc này thì đeo quá đẹp rồi, mạnh mẽ rất là dễ đeo luôn. Tay 16.5 nha, đeo rất đẹp nha các nhà. Giá của nó thì 900 ngàn nha các nhà, em lục cái nhà xem. Mã 1 Swiss Military Hanover, mã của nó là 65 gì đây nè. Swiss made, mã của nó là 02019M. Họ thiết không rỉ, kháng nước 10 ATM. Nấm logo chữ thập đầy đủ như cái nhà. Mới luôn. Còn khá mới như cái nhà. Kính đẹp. Rồi, giá của nó là 900 ngàn như cái nhà. 900 ngàn. Mẻ một nha coi nha. Rồi, cho em rất đẹp. Rồi, tiếp theo là một chiếc thương hiệu đến từ nước Ý nha. Đó là chiếc Diesel nha, Diesel vàng, phiên bản vàng, vỏ vàng. Vỏ mạ vàng, vỏ thép không rỉ, mạ vàng. Vin nguyên dây khó luôn. Đây dây rin nó để qua sử dụng thì nó sẽ sờn xíu nha, còn khá mới, vỏ vàng. Đây trên đèn nó có sức dâm không nhìn thấy nữa nha, chiếu ánh nắng nó thấy còn không, không thấy, còn rất là mới. Nấm logo này, của hãng này, Diesel nè, mặt nó có sớ rất đẹp nha các nhà, nhìn nè đều rất sang luôn. Vàng, phiên bản vàng mà còn đẹp nhờ ít nữa các nhà. Đây Diesel thì khó nguyên rin, khó mới tin, cái nhà nhìn thấy rồi đó. Khó đeo ở dưới tay thì hay cả, cho cái thông số cho nhà xem. Đây mẹ của là DZ5213 nha, từ sale thương hiệu của Ý, chạy máy Nhật, tráng nước 5 ATM. Đây 950k, mẹ 2, size của nó là, xe mặt của nó là size 39 nha. Chiếc này thì 39 nhưng mà tương đương, nếu mà tròn á, size tròn mà không có cái càng này á, càng nữa nè 39, càng nó là 46 nha. Nó sẽ tương đương là tay em nè, nó sẽ tương đương là 39, nó sẽ tương đương tròn và to thì cỡ 42 nha. Đó, tương đương tròn tròn trơn á, 42, để càng nó dài càng 46 nè. Tay cỡ 16.5 là đều đẹp nha.
vàng rất là đẹp luôn, nước vàng, vỏ thép không rỉ, mà vàng BVD, công nghệ màn khó phai màu các bạn nhỉ, không phai màu, chỉ cái mòn thì chỗ này mình va chạm thôi, còn không đeo màu vàng nó hoài vậy thôi, nó có bay như cái mẹ kia, rồi, rất đẹp luôn. Chiếc này em để ở nhà 950 cho các nhà, đeo đẹp luôn, khá là đẹp, rồi 950 cho các nhà, mẹ hai. Rồi tiếp theo mình lên chiếc đồng hồ điện tử thôi, mà nhìn rất là quân đội như thế này, rất đẹp. Điện tử đến từ nước Mỹ nha, thương hiệu cá mập Sharp này. Friendrich, đọc tiếng Anh, đọc bên tiếng này không biết nữa. Form rất là đẹp luôn, size của nó là size nè, size 38, size 38, ngang của nó là 45, dây dù hãng của nó hết nha, hãng cá mập này, có cái vi cá mập này, khó cũng hãng nè, cái này đeo rất là đẹp luôn. Đây này, thương hiệu của Mỹ nha, điện tử của Mỹ, giá rất đẹp nè, Florida nè, California nè, đây thương hiệu của nó đây, cái nước 100m nè, nó chỉ coi giờ đơn giản nè, rồi báo thức nè, có như giờ thể thao nè, chạy kim về nè, cái gì đây nè, time nè, cái này điện nha, điện nó điện nè, điện nó màu xanh, này có điện, hết pin nè, chắc về chưa thay pin, em thay pin mới cho cái nhà nha, rất đẹp luôn. Giá của nó là 350 mã 3 đây, đẹp, rất đẹp nha, đó màu xanh quân đội nữa, giá rất đẹp cho một em sắt thương hiệu của Mỹ. Rồi 350. Rồi tiếp thêm là một chiếc Wired nha, solar này, pin năng lượng mặt trời, còn rất mới nha, mặt xanh nữa, mặt xanh rất đẹp nữa, kim cọc bắt sáng rất là tốt, một cốt cứ lịch nè, lịch thứ ngày và 24 giờ thứ đây và ngày đây, và 24 giờ kim chỉ 24 giờ nha, pin solar năng lượng rất mới, đây đít mới tinh, cái nhà nhìn thấy rồi. Quay rít mới tin luôn nha, kháng nước 10 ATM. Chiếc này thì sản xuất tại China. Đó, mẹ máy cũng là Seiko V114R 9 hãng nha, thương hiệu của Seiko nha, nha. Dây thì em đã lên bộ dây da mới rồi, da bò mới nha, đi rất đẹp, dây khó mới, size của nó là size 39, chưa tính nấm nha, cái nấm nó là 41 năm. Đây, càng của nó đây, càng của nó là càng 46, xanh rất đẹp nha, đeo chiếc này nhẹ nhàng, màu xanh mà rất là nhẹ dịu luôn, niềng nó bắt sáng nè, cái viền nè bắt sáng xanh rất đẹp luôn, đít mới kèn đó nhà theo, size 39, phù hợp các loại mọi cổ tay luôn, tay em cái nhà cứ để ý là 16.5 nha, đó cái khúc này là 16.5 nè, đều rất đẹp, xanh đẹp coi nha, quá đẹp rồi. Còn đẹp, đẹp hết như nha, nó lâu lên cho cái nhà xem, mới luôn, tổng số đầy đủ. Rồi giá của nó là 950k nha, mẻ 5 nha, cái gì? Rồi tiếp thêm là một chiếc rất đẹp nha, chiếc này rất sang luôn, bao sang luôn đó nha, chiếc này vỏ thép không rỉ hết, thép đúc hết, đặc hết, chiếc này là thương hiệu Grand, đem gạt thương hiệu cho cả nhà xem. Này
Grand Yon nha, Journal Rap, full 6 kim, một lịch gấp 4,5, tất cả cái kim hoạt động ok hết nha, full 6 kim. Đây, kim Journal Rap đây, nó sẽ chỉ trên này tính phút nè, trên này tính phút nè, hao trên này tính tiếng nha nha, một tiếng nó sẽ chạy gần nấc, là tính phút nè. Còn là kim dây của Journal Rap, bình thường kim dây chính là chỉ yên dây này nha cả nhà. Đó, rất đẹp luôn, mặt tím này, tím chảy tia nha, đều kết hợp với lại viền nhà thiết kế rất là hay, cọc vàng kim vàng luôn, tạo ra độ sang rất sang nha cả nhà. Vành số nè, thép 0,5, vành số chỉ thời gian, đếm thời gian. Cái size này là size 340 nha cả nhà, 40 chưa tính nấm, cái nấm mới là 43, kèn của nó nè, kèn của nó là 46 nha, dây khó nguyên riêng, còn cái là mới. Chỗ như có thông số nè, đây Grand Yon, mẹ của nó là HL4A, của tập đoàn Sun Lam của Nhật nha, này nội địa Nhật, Grand Yon, kháng nước 10 ATM, gia băng mua mình mấy Nhật. Rất sang luôn, em bao chiếc này đem sang nữa nha. Lên tay cho anh xem. Chiếc này size dây của nó còn là 19 năm nha. Rồi, thoải mái luôn. 16 năm nè. Bên nó là 19 năm. 19 năm đều thoải mái như thế nha. Size 39 năm 40 luôn. Đều rất đẹp và sang luôn nha. Kết hợp là trắng mà áo sơ mi rồi, đều rất đẹp luôn. Kim cọc số dạ quang, cái bộ kim dạ quang này. Cọc số vàng bao sang luôn, sang xịn mịn. Chắc bữa này đeo bên tay, đeo này dính con tay quá, còn rất mới nha, cái mới hàng cũ giờ được mới nha. Giá của nó là 1150 nha, mẹ 4 nha cái nhỉ, 1150. Đây. Rồi, em qua mẹ nha nè. Rồi, tiếp theo em lên một chiếc thương hiệu là Town Country, thương hiệu của Orange nha. Orange. Mấy cái thiết kế của Town Country này rất là chắc chắn, bền bỉ luôn. Thiếp đúc hết cả nhà, dây thiếp đúc luôn, không rỗng nha. Rất là mang lại sự chắc chắn, bền bỉ theo thời gian. Quả thiếp không rỉ. Kim cọc số giờ quen sáng lắm nha. Cọc số học trò, một ốc lịch 3 giờ. Cũng còn khá mới. Đây, giá của nó là 630, mẹ 6. Town and Country. Gia băng movement. Kép, rap nè. Đó. Mà bác quái nè cả nhà. Cái nhà cứ để Town and Country là của Orange nha. Đó, đít bác quái. Series khắc rất rõ ràng luôn cả nhà. Kết hợp bên hông thì nó khớp cái đẹp, tại điểm nhấn của nó là mấy viên ốc đinh tán nha. Tạo điểm nhấn nè. Cái này đeo đơn giản rất đẹp. Chỉ chung. Đeo lên tay nè. Đeo kim cọc số dạ quang sáng nữa. Em đưa chưa được size nữa. Size cũng là size 38. Hơn 38 này, nhưng đến là 38 thôi. Cả nấm của nó cả kèn của nó là 45. 38, 45. Kim cọc số dạ quang.
Định đo dây thử đi. Dây của nó là cũng cỡ 19 nha cả nhà. Dài, không ngắn đâu. Dây 19. Mà chiếc này đeo cỡ 18 đổ về rồi, 19 đeo thì nó hơi nhỏ. Đơn giản để học. Rồi, chiếc này để nhà là 630 nha. Mẹ 6 cho cái nhà. Thép đúc toàn thân luôn. Thép hết không rỉ hết. Rồi 630 mẹ 3 à, mẹ 6 630 mẹ 6 như này. Rồi em qua mẫu. Rồi tiếp đó có chiếc nữ nữa nha, à, của hãng Siwa Sweet nha, của tập đoàn lớn nhất Thụy Sĩ, Siwa Sweet. Riêng hãng Siwa Sweet này thì bán những dòng tầm trung mà đều rất là bền bỉ. Còn hãng chính hãng là tập đoàn nó rất rất lớn nha, Thụy Sĩ nha. Như thí dụ bây giờ đó, của sự kết hợp của cả nhà biết cái dòng Sulmona, của sự kết hợp của Siwa Sweet và Omega đó, nó tạo lên một Omega Omega gì kỷ niệm mặt trăng gì đó nha, em quên mất tiêu rồi. Đó tập đoàn lớn nha. Cái này là của nữ, size của nó là size 24, 24 phần này là 35 nha. Đây, tất cả nó có hoa văn hết, tất cả là bằng thép nha, bỏ là bỏ nhựa, nhưng mà dây nó là thép không rỉ nha, đều rất là bền luôn. Đây, chạy máy Thụy Sĩ V8, pin của nó là 377 nè, 926 V8 bỏ thép không rỉ, giá cũng là 550k mẹ 7. Dây để em coi dây của nó xài nhiều, mặt co băng rất dễ thương luôn. Vỏ là bằng nhựa, có vài vết xước ít, rất là ít nha. Đó, có xước nó đeo không thấy như này, nếu rất đẹp luôn. Cái nhà nhìn nè, em đo size dây của nó là nhiều. Coi dây của vừa tay em là 16.5 thì cho là thoải mái là 16 đi, gỡ vậy nè. Đeo con này thì đeo kiểu này, dây nó hơi cái nhà muốn đeo dây mấy cái đồng dây kiểu này cái nhà để tay trên bàn á, nó xong nghe vậy bấm vô thôi nè. Đúng, chưa cài vô, lại cài vô đây. Tay này có 16 thoải mái nha cả nhà, chiếc này 16 thoải mái cho nữ Thụy Sĩ. Rồi. Rồi, chiếc này được cho mình 550 ngàn nha, mã 7 nha. Rồi, hôm nay em lên như đây nha, hẹn ở nhà video sau. Cả nhà thích chiếc này có chụp hình màn hình giùm em nha. Màn hình giùm em. iPhone thì cả nhà dùng iPhone mà lên màn hình đó, cả nhà chụp hình màn hình này. Nút volume và nút này nó sẽ chụp màn hình lúc mình coi á, còn Samsung làm nút khác chụp hình rồi gửi cho em nha, gửi Zalo, em chỉ làm việc trên Zalo nha cả nhà. Rồi ba cái nhà, cảm ơn cái nhà đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh. Nếu khách hàng mới ngang qua thì nhớ bấm like và bấm chuông đăng ký giùm em nha, để theo dõi những video tiếp theo nha cả nhà. Rồi ba cái nhà, chúc nhà buổi chiều vui vẻ.